Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ sĩ nhân dân, một danh hiệu thối nhưng khối người mua Gần đây mạng xã hội truyền nhau một status của nghệ sĩ Xuân Hinh Từ một năm trước với nội dung như sau Thôi từ nay cháu đừng nhắc đến cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đó nữa cháu nhé Bởi vì lần đầu tiên bác nộp hồ sơ để xét thì được ngay Xong có một thằng nó đến bảo bác là có một cái thư nặc danh Chắc là nó bịa ra thôi, anh chạy một chút đi cho xong chuyện bác bảo bác chỉ chạy chức bộ trưởng thôi chứ chạy danh hảo làm gì thế là nó về nó hợp lại bỏ phiếu lại bác bị đưa xuống vì thiếu một phiếu cháu ạ à, cái hội đồng đó nó là cái hội đồng chuột hội đồng của một nhóm mua bán và bỏ phiếu cho nhau chứ nhân dân nào công nhận bởi vì nó xét bác được rồi lại đưa xuống hội đồng đó nó như một kiến trúc sư thuê kết cấu về xây một ngôi nhà một cái bàn thờ rất đẹp Xong có một con mẹ đồng nát đi qua góp ý, thế là nó về đập cả bàn thờ nhà nó để nó xây cái khác. Nói cho cùng, bác đẻ ra chúng nó, ba cái đầu nghệ thuật nó trình gì mà xét bác. Bây giờ thì chợ chiều cá ương rồi, trời là một trận lăng nhăn, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Thôi con đừng nhắc đến cái đó với bác nữa nhé. Hình ảnh status của nghệ sĩ Xuân Hình Status này đang đã lâu, tuy nhiên vấn đề thì còn mãi cái gọi là nghệ sĩ nhân dân là được mua bán chứ không phải là danh hiệu cao quý gì cả chẳng có nhân dân nào bầu chọn người có lòng tự trọng không ai lại cần nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân theo cách như thế ngày nay chức danh này chỉ dành cho những kẻ háo danh theo quy định của chính phủ nghệ sĩ nào muốn được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trước hết phải là nghệ sĩ ưu tú và phải đạt một trong các điều kiện là có ít nhất hai giải vàng cấp quốc gia, trong đó có một giải vàng là của cá nhân, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc. Nếu thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được hội đồng các cấp thảo luận đánh giá là trường hợp đặc biệt trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định. Sau khi đã hội đủ các điều kiện trên, người nghệ sĩ này còn phải nộp hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trong hồ sơ thì phải có bản kê khai thành tích. Nói chung là muốn được cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân thì phải xin và điều này khiến vấn đề trở nên bốc mùi việc bắt người muốn có danh hiệu thì phải xin là cách mà chính quyền cộng sản chọn lọc ra ai là người háo danh và khi người háo danh muốn mua danh thì đó là cầu thực sự lúc đó nhóm xét duyệt danh hiệu sẽ ra giá bởi vì chỉ có những kẻ háo danh thì mới chịu chi tiền cho những thứ danh hảo ấy. Những người có lòng tự trọng như nghệ sĩ Xuân Hinh thì họ thà không có danh hiệu còn hơn cầm tấm bằng phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nhưng thực sự là phải mua thì họ cảm thấy nhục nhã đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vừa qua có ca sĩ thanh lam và diễn viên hài xuân bắc việc giọng ca thanh lam có được nhân dân yêu mến thật hay không thì đó là điều phải xem xét lại bởi báo chí lăng xê cô ca sĩ này là một diva tuy nhiên không phải ai cũng thừa nhận tài năng của cô ấy hình ảnh xuân bắc từng chửi nhân dân là ăn cháo đá bát nhưng vẫn được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân còn nghệ sĩ hài xuân bắc ông này từng chửi khán giả là ăn cháo đá bát khi bị chê chương trình táo quân trong đó ông bắc đóng tham gia một vai diễn trong nhiều năm chắc chắn không nhân dân nào lại đi bầu chọn danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho người chửi mình là ăn cháo đá bát chỉ có nhóm xét duyệt dựa vào tiền mới phong tặng cho con người này thành nghệ sĩ nhân dân Nghệ sĩ nhân dân chỉ là danh hảo, một thứ danh xưng do chính quyền đặt ra và họ trao theo tiêu chí của họ chứ không phải theo tiêu chí của nhân dân. Cộng sản là kẻ chuyên tím danh, trong đó từ nhân dân bị họ làm dụng nhiều nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình gặp nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nghệ sĩ nhân dân một danh hiệu thối nhưng khối người mua. Liệu bác trọng có tự trọng? người có lòng tự trọng là người biết dẹp bỏ sự háo danh ham muốn tầm thường, sẵn sàng chấp nhận chơi luật chung với những người có địa vị thấp hơn mình, tôn trọng cái chung, tôn trọng người khác, đó là cách tôn trọng chính mình. Một người lớn mà tranh giành với người già, tranh giành với trẻ con là không biết tự trọng. Quan chức mà tham quyền cố vị, phớt lờ dư luận để ngồi lại ghế bất chấp luật đã quy định cũng là loại người thiếu tự trọng. Họ không biết tuân thủ luật chơi chung. Hình ảnh ông bám lì trên ghế liệu ông có tự trọng hay không? Ở Việt Nam, ông Trọng được bơm thổi lên mây. Nào là sĩ phu Bắc Hà, nào là người đốt lò vĩ đại. Nói chung, ông Trọng được bơm thổi như thánh. Tuy nhiên, bản thân ông thì dường như không biết tự trọng. Khi mà ông cứ lì lợm bám ghế, mặc dù ông đã quá tuổi, quá số nhiệm kỳ và không đảm bảo sức khỏe. Hiện nay, Cả Bộ Chính trị không biết liệu ông Nguyễn Phú Trọng có rút lui sau 3 nhiệm kỳ hay không? Hay là ông vẫn cố bám ghế cho dù có nằm một chỗ như Lê Ngoại Triều? Đến nay sức khỏe của ông Trọng đã quá yếu, ông bước đi không vững phải luôn có vệ sĩ kè một bên, sẵn sàng sóc nách ông dìu đi nếu ông có dấu hiệu đi đứng không vững. Ở tuổi 80 của ông và sức khỏe yếu như thế thì ông lãnh đạo đất nước như thế nào? Hay ông chỉ chú tâm đốt lò còn hậu quả ra sao thì ông chẳng cần quan tâm việc ông trọng đang dùng quyền lực trong tay để tự ban đặc ân cho chính mình để tiếp tục nắm quyền lực lâu dài đã phá vỡ mọi nguyên tắc của đảng và tạo ra một tiền lệ xấu về sau nếu ông trọng làm được thì những tổng bí thư sau ông cũng sẽ làm được đảng cộng sản về sau sẽ trở thành công cụ cho tham vọng của người đứng đầu trở lại như thời kỳ đầu sau khi đảng cướp được chính quyền người dân sẽ phải khốn khổ nói tiếp khốn khổ mà không biết bao giờ mới thoát ra được hình ảnh trong cái bình ấy ác phe ông đang trú ngụ thông thường để phá vỡ đảng luật và nắm quyền cho đến chết thì tất nhiên người đứng đầu đảng bao giờ cũng phải có những cuộc thanh trừng để thanh lọc phe phái vì nếu không thanh lọc thì sẽ không có đủ người ủng hộ ông ta ngồi lại ghế và tất nhiên chiến dịch thanh lọc phải được thực hiện dưới vỏ bọc chống tham nhũng bởi quan chức cộng sản ai ai cũng tham nhũng cho nên chọn chiêu bài này để che đậy là kế sách hoàn hảo việc thanh trường phe phái dẫn tới kết quả là các phe mãi lo đấu nhau và chống đỡ nhau còn việc hoạch định chính sách chỉ qua loa đối phó thực tế việc thanh trường nội bộ khiến nền kinh tế việt nam vốn đã nát lại càng nát hơn từ khi chiến dịch đốt lò của ông trọng nổi lên thì nền kinh tế việt nam ngày càng nát hơn đó là thực tế mà ai cũng có thể nhìn thấy được tội phạm kinh tế ngày một kinh khủng hơn vụ án sau có quy mô hơn vụ án trước và tính chất cũng nghiêm trọng hơn vụ án trước việc đánh nhau như thế thì tùy mức độ phân cực trong đảng cũng ngày một rõ rệt phe thắng thế ngày một mạnh lên một khi thế lực của họ càng mạnh thì họ càng lộng quyền bởi không còn ai có thể làm gì được họ Hình ảnh tìm đủ mọi lý do để bám ghế, kể cả việc vẽ ra cái gọi là hầu phúc dân tộc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Việt Nam ngày một phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, không những phụ thuộc về kinh tế mà còn phụ thuộc cả về chính trị. Dưới thời của ông Trọng, ông đã ký kết với tập những kế hoạch đào tạo nhân sự cho đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng làm việc đó dễ dàng bởi ông tin rằng trong đảng Cộng sản không còn ai đủ sức cản đường ông người không có lòng tự trọng thì khó mà dẫn dắt đất nước trở nên độc lập hơn đối với ông láng giềng phương bắc và thực tế dưới thời của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng ông đã chuyển hướng cho đảng cộng sản việt nam tiến lại gần bắc kinh hơn theo cách của ông đến con người của đảng mà ông còn nhờ bạn vàng trồng cho thì không biết trong người ông trọng có lòng tự tôn đối với đảng của ông hay không chứ đừng nói đến lòng tự tôn dân tộc Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Liệu bác trọng có tự trọng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d